Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Các giám mục của Hiroshima và Nagasaki đã chào mừng hiệp ước của Liên Hiệp Quốc cấm vũ khí hạt nhân có hiệu lực từ ngày 22 tháng 1. Các ngài cũng thất vọng vì Nhật Bản không ký hiệp ước. Đức Tổng giám mục Mitsuaki Takami của Nagasaki và Đức cha Mitsuri Shirahama của Hiroshima đã viết trong tuyên bố chung ngày 22 tháng 1 là các giám mục công giáo và công dân Nhật Bản của các thành phố bị ném bom. Chúng tôi chia sẻ sự tin tưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là có thể và cần thiết để bảo vệ tất cả sự sống. Các ngài ca ngợi hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc là một biện pháp hiệu quả để xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân là hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương đầu tiên trong hơn hai thập kỷ. Nó đã được ký kết bởi 86 quốc gia, bao gồm cả tòa thánh, nhưng 9 cường quốc hạt nhân trên thế giới đã không ký. Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Israel và các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác đã không ký hoặc phê chuẩn hiệp ước. Ngoài ra, một số quốc gia đồng minh của các cường quốc hạt nhân, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng không ký. Các giám mục Nhật Bản nói rằng rào cản lớn cuối cùng cần phải vượt qua trước khi tất cả các nước tham gia hiệp ước là sự ngoan cố với lý thuyết răn đe được các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia như Nhật Bản bám lấy dưới tên gọi là cái ô hạt nhân. Các ngài nói rằng Nhật Bản, quốc gia duy nhất từng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, nên đi đầu trong việc ký và phê chuẩn và giữ vai trò trong việc cổ võ đối thoại hướng đến giải trừ hạt nhân giữa các quốc gia có vũ khí hạt nhân và các quốc gia không có vũ khí hạt nhân.